Theo tài liệu của cơ quan công an, năm 2010, đối tượng Triệu Đình Hoan mở công ty cổ phần đầu tư Hải Linh với chức danh là chủ tịch hội đồng quản trị và đặt trụ sở tại xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty này là các lĩnh vực xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng. Công ty Hải Linh do Hoan điều hành thực chất là tổ chức núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Hoạt động thu Hoan, một là em gái của Hoan là quỹ, hai là đối tượng Triệu Thị là kế toán và ba là ba đối tượng đi thu họ thì đều là những cái người thân và những người mà thân tín của đối tượng. Việc mà đấu tranh để làm rõ toàn bộ đường dây này là rất khó. Đồng thời cái khó khăn nữa là những người mà vay tiền của Hoan thì không dám tố giác. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp hoặc cá nhân vay với mục đích đáo nợ ngân hàng. Thông thường, cứ 10 ngày khách phải đóng lãi một lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn, Hoan sẽ cộng dồn số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền mới. Theo hồ sơ, đây là đường dây tín dụng đen lớn nhất từ trước tới nay với số người bị hại lên tới hàng trăm và dòng tiền huy động lên tới trên 1.600 tỷ đồng. Cái doanh nghiệp và cá nhân vay ít nhất của Hoan mà chúng tôi hiện nay đã làm rõ được là 3 tỷ và nhiều nhất là 137 tỷ đồng. Với lãi suất là hầu hết là 5.000 một triệu một ngày, tương đương với 182,5% trên một năm. Nếu như các con nợ mà các khách hàng mà không trả được thì Hoan sẽ cho 3 đối tượng mà Hoan tuyển chọn đi thu nợ liên quan đến một là đe dọa các khách hàng, hai là đến các công ty là để đòi nợ gây mất trật tự. Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tấn công mạnh hoạt động của tội phạm tín dụng đen, theo kế hoạch 231, Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội đang phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố mở các đợt kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản từ cho vay nợ tiền bạc liên quan đến tín dụng đen.